Dạ, em ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai xin chào cô chú anh chị. Hôm nay tiếp tục quay trở lại và giới thiệu đến cho anh chị mình một chiếc xe siêu phẩm Toyota Prius 2019 bảng E nha anh chị nha. Đối với chiếc xe này, một chủ mua mới luôn, tuyệt đối là bao anh chị là không có dịch vụ, không có taxi nha anh chị. Xe còn rất là cứng và rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ anh chị cùng em xem và tham khảo đối với chiếc xe Toyota Vios 2019 này nha. Siêu cộm và siêu chất luôn. Nói chung là cũng rất là ít đi anh chị à. Sơn zin còn trên 8-90% lận nha anh chị. Em nói chung là 80-90% là em chỉ nói sơ lược là an toàn chắc chắn. Xe rất là ít đi. Một xíu em sẽ quay ô đôi cho anh chị xem ha. Đối với chiếc xe này, biển số là 86A10488. Xe bao anh chị ký ủy quyền hoặc là ký bán rút hồ sơ đều ok hết anh chị nha. Rồi bây giờ em sẽ quay sơ lược cái dáng xe cho anh chị xem và em sẽ giới thiệu đến anh chị cửa hàng của em nằm tại 127 quốc lộ 20, thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tính từ ngã ba Dầu Dây về hướng Đà Lạt thì 60 km, cửa hàng nằm phía tay trái nha anh chị. Cửa hàng ô tô Quốc Hùng chuyên mua bán trao đổi ký gửi các dòng xe ô tô con đã qua sử dụng. Anh chị nào có nhu cầu muốn mua xe hoặc là bán xe thì anh chị cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0978 548 858 để được trao đổi với em anh chị nha. Rồi, bây giờ thì em sẽ xin phép quay sơ lược các cửa hàng cho anh chị xem, để anh chị có thể dễ biết đường đi. Đây anh chị, cửa hàng ô tô Quốc Hùng ha. Hiện tại là ở bên này đi thẳng xuống là ngã ba Dầu Dây là 60 km. Từ ngã ba Dầu Dây về đây cũng 60 km, cửa hàng nằm phía tay trái anh chị nha. Đó, đối diện thì có một cái giá giỏ xe rất là lớn luôn. Rồi, bây giờ thì em sẽ quay trở lại và giới thiệu đến cho anh chị một chiếc xe Toyota Vios 2019 siêu phẩm, siêu đẹp luôn. Và hiện tại cửa hàng còn rất là nhiều xe anh chị ạ. Cửa hàng còn nguyên một bãi xe bên kia đường, ở bên này ha. Đang đậu bên kia. Nói chung là dòng xe nào cũng có hết anh chị. Innova, Kia Carnegie 4 chỗ, nói chung là anh chị nào có nhu cầu muốn tìm xe mua thì anh chị cứ liên hệ với em để trao đổi với em nha anh chị nha. Đối với chiếc xe, bây giờ thì mình trọng tâm quay vô chiếc Toyota Vios 2019e, xe siêu đẹp, siêu chất cho anh chị xem luôn. Đây anh chị, mình thùng nó còn rất là đẹp ha. Mình thùng nó còn rất là đẹp và khá là ok. Đối với chiếc xe Toyota Vios 2019, nội thất nè. Xe là bao anh chị là không có dịch vụ, không có taxi, không có gì hết nha anh chị nha. Xe còn rất là liền lạc và rất là đẹp. Sùng chỉ thì đầy đủ hết. Nói chung qua dòng bản đời xe đời cao này thì anh chị cứ yên tâm về va chạm cứng đụng nha. Nói chung là trên 400 triệu thì bên cửa hàng nhập về cũng test và kiểm tra rất là kỹ mới dám nhập về, chứ không phải là nhập tầm bậy đâu. Nên anh chị cứ yên tâm. Trên bán 400 triệu mà, đâu có dám nhập máy xe lộn này về mà tự hại mình đâu. Đây anh chị, ô đô của nó nè 23.785 cây, rất là ít luôn anh chị nha. Xe rất là cứng, y chang xe mới luôn anh chị ạ. Anh chị nào mình đang cần tìm những cái dòng xe này thì anh chị có thể xem và nghiên cứu đối với chiếc xe này. Mình mua đối với chiếc xe này thì đi rất là ít. Mình mua thì mình sẽ so với xe mới thì mình sẽ bớt được rất là nhiều tiền nha, bớt được rất là nhiều và sau này bán lỗ nó cũng lỗ ít hơn. Túi khí nha. Nói chung cái dòng thì cái đời 2019 này thì túi khí của nó rất là nhiều nha anh chị nha. Đây cũng có nè ha. Đây cũng có nè, bên này cũng có nè ha. Túi khí đầy luôn nha, 8 túi khí anh chị à. Nói chung là túi khí rất là nhiều. Đi cho mình an toàn nha anh chị nha. Và ABS cân bằng điện tử 4 bánh đều có hết anh chị ha. Đây, những cái điểm này cũng vậy anh chị nha. Ốc tán đồ nè, còn nguyên luôn đó, mấy cái đồ nhựa nè anh chị, không có dấu hiệu bị mòn hay là pha mờ ha. Xe đi mới có 2,000 cây thì nó cũng y chang là xe mới à. Đi rất là ít, 2019 đến giờ đó, anh chị thấy cái tập đi không? Đây, nách cửa đồ nè ha, quá trời đẹp luôn anh chị nha. Rồi ok, đây bên này cũng vậy nè anh chị ha. Đó, bon tán hạng nè, nguyên zin hết anh chị nha, chưa đụng đậy nha. Ốc tán nè, đồ nè ha. Đó, xe rất là cực, rất là cứng nha.
của ghế nè, đồ nhựa ở đây nè ha, cho anh chị. Cánh cửa thì rất là cứng nha. Rồi ok, đóng cửa rất là khít luôn, rất là đã luôn. Rồi dương liệu của nó thì ăn rất là ít anh chị à, 1.5 thì mức tiêu hao dương liệu của nó nè, ngoài đô thị chỉ có 5 lít 100 cây thôi anh chị nha. Còn trong đô thị thì 7.3 lít, còn kết hợp 5.8 lít, thì nói chung là mình có kéo đi kéo lại mình cứ cho nó tầm khoảng 6 lít rưỡi 100 cây thôi. Nó cũng chả có bao nhiêu đâu anh chị nha. Trong cái thời điểm thì xăng lên giá thì mình đi những cái xe mà chấm nhỏ giống như những cái dòng xe này đi thì khá là ok, đi thì không có lo sợ đổ xăng nhiều ha. Đây anh chị, mình của nó nè, kiểu dáng của nó thì khá là đẹp anh chị ha. Nó dòng xe này thì kiểu dáng rất là đẹp, và bốn quả lốp thì rất là cao và rất là mới nha anh chị nha, cao rất là mới. Anh sẽ quay sơ lược cái dáng xe cho anh chị, em về cái dàn đầu và em sẽ quay từng cái lớp giỏ cho anh chị xem nha. Giỏ nó còn rất là mới. Khiến chắn gió thì cũng được chủ xe dán phim cách âm rồi, để cho mình mỗi ngày mình đi ra ngoài đường á, trời nắng nó mát anh chị nha. Và đây bây giờ mình tiếp tục mình quay trở lại cách bóng đèn trước nha, bóng đèn trước nè, còn rất là sáng và rất là đẹp, và mặt nạ da lăng của nó còn rất là liền ha anh chị nha. Máy thì đang nổ rất là êm và rất là đầm anh chị ha. Đó, mặt đèn cạn có đầy đủ hết anh chị ạ. Đó, xe nói chung là khá là ổn chức, khá là đây, vỏ còn rất là cao nè anh chị nha, vỏ còn rất là cao. Đó, sơn zin của nó thì phủ đầy xe luôn anh chị ạ. Đây thắng thắng đệ nè anh chị nha, mâm cũng còn rất là đẹp ha, mâm còn rất là đẹp, mâm zin theo xe của nó còn rất là đẹp luôn anh chị đó. Đó, những cái dề nè, cái dề sau đồ cũng còn rất là đẹp. Đó, vỏ thì khá là cao. Rồi ok, giờ em sẽ quay quay go bên này cho anh chị. Những cái đồ nhựa ở đây cũng vậy ha, còn nguyên bản hết và rất là đẹp luôn anh chị nha. Đó, cam hành trình, cam lùi có đầy đủ hết anh chị. Đó, kính chắn gió trước thì cũng còn rất là đẹp, và đăng kiểm của nó thì tháng 5 2023 anh chị ha, còn rất là dài luôn anh chị nha. Đó, che mưa có đầy đủ hết luôn. Xe này anh chị mua về chỉ đổ xăng và chạy thôi, không cần phải làm gì nữa đâu. Đó, bên này cũng vậy nè, đèn pha cũng còn rất là đẹp. Đó, đèn cạn cũng vậy ha, những cái cạn đồ cũng vậy nha, còn quá trời liền và quá trời đẹp luôn anh chị ạ. À, đó, bóng đèn này ha, mâm của nó nữa ha. Anh chị xem kênh nhớ đăng ký kênh nha. Anh chị lần đầu tiên xem thì nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông vô để có thể cập nhật được những video bên cửa hàng. Về xe về view anh chị sẽ cập nhật được nhanh và cùng em xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng anh chị nha. Đó, che mưa nè có đầy đủ hết anh chị ha. Đó, xe thì cái dán kiến cách diệt rồi, đầy đủ hết rồi anh chị ạ. Đây bây giờ mình tiếp tục mình quay những cái cánh chị và những cái sùng nha. Đây anh chị, sùng chị nè, bon tán hàng nè, sùng zin nè ha, nách zin, đồ zin, nói chung là sơn zin phủ đầy xe anh chị nha. Đó, nó sùng chị đồ là đầy đủ hết anh chị ha. Đó, tắp bi nè, quá trời đẹp chưa anh chị. Rồi ok, không có dấu hiệu mòn gì hết nha. Xe là tuyệt đối bao anh chị, là không có dịch vụ nha, không có chạy dịch vụ gia đình hoặc là không có chạy dịch vụ taxi nha. Chuẩn ô đô của nó là 23.000 cây thôi anh chị à. Đó, đi rất là ít nha. Đó, vô lăng của nó là chưa có dấu hiệu là bị mòn hay là phai mờ hay là gì hết anh chị à, còn rất là đẹp ha. Và củ số nó còn rất là sáng và rất là đẹp luôn nè anh chị ha. Đó, thắng tay cũng vậy nè ha. Đó, đầy đủ hết. Và máy lạnh thì khỏi chê, máy lạnh khỏi chê, rất là đẹp. Và có một cái màn hình như là đẹp cái xe nha anh chị nha, mở nhạc đồ bình thường hết. Và tóc lô nó còn rất là đẹp ha. Đó, túi khí thì mọc đầy xe anh chị nha, túi khí mọc đầy xe luôn, nên anh chị cứ an tâm về phần tai nạn, lỡ tai nạn này nọ kia thì mình có hỗ trợ túi khí nha. Thắng phanh ABS có đầy đủ hết anh chị ha. Nó nội thất thì đẹp chưa, đẹp keng xà beng rồi, như xe mới thôi anh chị ạ. Trời ok, bây giờ
giờ em sẽ quay cánh cửa bên này nha. Đó, cánh cửa bên này còn rất là đẹp luôn hả anh chị? Nhìn hết anh chị ha, nhìn hết tắt luôn đây anh chị. À, đó anh chị thấy không, những cái đồ nhựa ở đây là còn rất là đẹp anh chị ha. Đó, còn rất là đẹp luôn. Những cái nách cửa nè, nhìn hết, nguyên nhìn hết anh chị à. Đó, bát cửa đồ như vậy ha. Đó, nội thất sâu nè, cũng còn rất là đẹp anh chị nha. Đó, nội thất sâu đấy là đẹp và y chang mới luôn anh chị ạ. À, nách cửa đồ cũng vậy nè anh chị ha. Nách cửa đồ cũng vậy ha. À, tắp lô của nó nè anh chị. À, và cái cato lô của nó thì đầy đủ hết nha anh chị nha. Đó, à, giấy tờ của nó nè, em lấy cái giấy tờ cho anh chị xem luôn. Lấy cái giấy tờ cho anh chị mình xem. À, giấy tờ bỏ trong này ha. Đó, đây, à, đăng kiểm của nó trước đi. Đó, đăng kiểm của nó nè, 86 luôn anh chị nha. Nói chung là một chủ mua mới nha. Năm sản xuất của nó là 2019 nè anh chị nha. Vios E nè ha, à, Toyota nè. À, nhiên liệu của nó 5 chỗ nha, số chỗ ngồi 5 chỗ nè ha. Loại nhiên liệu là xăng ha. À, dung tích nhiên liệu của nó là 1496 anh chị ha. À, mâm của nó nè 18560R15 anh chị ha. Đăng kiểm đến ngày 11/5/2023 ha. Còn rất là dài luôn anh chị nha. À, cà vẹt nó nằm ở trong này. Đây anh chị, cà vẹt của nó nè ha. À, đây. Đó, ngày 14/5/2019 ha. Ngày 14/5/2019 nè ha. Một chủ mua mới luôn anh chị nha. Đó, chủ mua mới luôn. Đó, bên cửa hàng sẽ bao anh chị ký bán và rút hồ sơ về cho anh chị nha. Anh chị có nhu cầu muốn mua xe này thì anh chị nhớ trước khi đi cầm giấy chứng minh và sổ khẩu cho em nha anh chị nha. À, đưa cho em sẽ ký bán và rút hồ sơ về cho anh chị ha. Đây sùng chỉ nha, cái đồ này nè. Đó, sùng chỉ đồ nè, nguyên zin hết anh chị nha. Đó, sùng nhách cửa nè. Đó, dè của nó nè, đẹp ken xa ben hết. Mâm của nó sau cũng vậy ha anh chị nha. Mâm của nó còn rất là đẹp ha. Đó, vỏ còn rất là cao nè anh chị. Đó, rồi ok. À, bên hông của nó nè anh chị thấy không, bên hông của nó nè. Đó, nhìn rất là liền và rất là đẹp anh chị ha. Đó, rồi anh chị cùng em xem sơ lược cái gầm. Đó, gầm của nó nè, đẹp chưa anh chị. Đó, bảy màu nguyên bản hết anh chị ha. Đó, bô của nó nè còn rất là đẹp. Rồi ok. Em cũng không làm mất thời gian anh chị luôn. À, bên cửa hàng sẽ báo giá cho anh chị. À, đối với chiếc xe Toyota Vios E 2019, bên cửa hàng hiện tại đang chào bán với anh chị là 439 triệu nha anh chị nha. 439 triệu. À, bao anh chị ký bán rút hồ sơ về cho anh chị ha. Cho anh chị mâm còn rất là đẹp anh chị nha. Đó, về nó đó còn rất là đẹp. Đó, rồi sùng chỉ nè anh chị thấy không, sùng chỉ còn rất là đẹp luôn ha. Một chiếc xe siêu cứng nha, siêu zin và rất là ít đi anh chị nha. Chung là anh chị nào mình đang cần tìm những cái dòng xe này mua thì anh chị lựa chọn những cái xe này thì khá là ok anh chị nha. Nó xe rất là cứng và đi còn khá là ít. Đó, nách cửa đồ nè ha, còn rất là đẹp anh chị nha. Rồi ok. Đó, rồi bên này đây anh chị, sùng chỉ bên này cũng vậy nè ha. Sùng chỉ zin hết nha. Đó, sùng chỉ zin hết. Đó, mong tán hạng zin hết. Chung là xe là bao anh chị là không bị va chạm cứng đụng nha, không ngập nước nha. Xe động cơ hộp số nguyên zin anh chị nha. Đó, xe còn rất là liền lạc. Nách cửa bên này cũng vậy ha. Cửa bên này cũng vậy, còn rất là đẹp. Đó, nội thất thì trần thì bọc nỉ nha anh chị nha. Trần bọc nỉ nè ha. Đó, che mưa đồ cũng còn rất là đẹp, che nắng chứ còn rất là đẹp luôn anh chị ha. Rồi ok. À, bây giờ em sẽ tiến hành về bên kia và mở capo lên và cùng anh chị mình xem cái máy nó nổ nó êm như thế nào nha. Nãy giờ nổ máy mà không nghe tiếng luôn, rất là êm. Đó, xe máy nổ rất là êm mà chạy rất là bốc ra anh chị nha.
Đó. Thì đối với những cái dòng xe này thì trên thị trường nó rất là nhiều giá nha anh chị nha. Tại vì dòng xe này rất là nhiều người lựa chọn để mua về chạy dịch vụ anh chị. Nên là xe có dịch vụ thì nó sẽ khác, và xe có chạy taxi nó lại khác, mà xe chuộng gia đình nó lại khác, mà xe nó đi ít nó lại khác nữa anh chị ha. Đó, tùy theo mình, túi tiền của mình và sự cảm nhận của mình thôi. Đây anh chị. Rồi ok, cùng anh chị mình xem cái máy nè. Đó, máy nè. Đó, rất là sạch sẽ nha, máy rất là sạch sẽ và chạy rất là đầm luôn anh chị à, chạy rất là đầm và rất là êm. Trước tiên mình coi cái máy thì mình sẽ kiểm tra cabo đi, coi nó có bị lỗi không nha. Đó, cabo nè, đó, zin nha, ốc chưa đụng đậy nha anh chị nha, ốc chưa có khóa nào đụng vô nha anh chị nha, ốc nguyên zin ha. Đó, sùng chỉ zin, sơn zin, zin hết anh chị à. Đó, mới đi có hai mấy ngàn à, xe lấy gì đâu mà không zin. Đó, giờ ok. À, anh chị thấy không, máy nổ nè, rất là đầm và rất là êm, rất là đầm và rất là êm. Ở những cái dấu vàng của hãng nè, người ta chấm nè, còn nguyên luôn anh chị nha. Đó, máy số là zin hết nha anh chị nha. Đó, máy số là zin hết. Đó, zin hết đây, nó đệm này nè ha, zin hết, cabo nè, zin nè ha. Rồi ok. À, những cái đệm này cũng vậy ha anh chị nha. À, máy nổ êm lắm, êm ru luôn anh chị ạ. À, nghe thấy đã đi không, nghe thấy đã luôn. Đó, bên này cũng vậy ha. Đó, máy rất là sạch sẽ nha, không có một miếng nhớt hay là cái gì hết á. Chủ xe này đi rất là kỹ nha, rất là kỹ luôn. Cục thắng ABS cho nó nằm ở trong này nha anh chị nha, nó nằm trong này nè ha. Đó, rồi ok. À, giờ em sẽ đóng cabo lại nha. À, tại vì xe nói chung là quá cộp rồi. Đó, anh chị mình xem mình sẽ cảm nhận nha. Bây giờ em sẽ đóng cabo lại và sẽ quay sơ lược cái dáng xe một lần nữa, thì em cũng xin phép khép lại chương trình này và tiếp tục quay những chiếc xe đẹp và chất lượng để cho anh chị mình xem và cùng em tham khảo ha. À, xe rất là liền lạc. Đối với chiếc xe này thì anh chị nào đang cần tìm những cái dòng xe này thì cứ liên hệ với em và mình lên xem xe, mình chạy thử nè, mình có thể cảm nhận được nha. À, mình không thể nào so được những chiếc xe đã có dịch vụ hay là xe chạy nhiều ha. Đối với chiếc xe này thì chạy quá ít và quá cứng đi. Đó, 439 triệu nha anh chị nha. Bao anh chị ký bán và rút hồ sơ về cho anh chị nha. Đó, xe rất là đẹp và rất là cộp luôn. Rồi, em ô tô Quốc Hùng xin chào và hẹn gặp lại nha anh chị nha. À, chúc anh chị một ngày làm việc thật đạt năng suất và một ngày tốt đẹp ha. Em xin chào và hẹn gặp lại nha.